Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay sẽ đắp ủ cát 3 mẫu cho cả nhà xem. Cả nhà ơi, cả nhà xem cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Chầu Quyển Quỳnh Tùng của mình nha cả nhà. Cả nhà có xem thì giới thiệu cho bạn bè vào xem ủng hộ mình với. Lúc giờ cả nhà ơi, kênh Chầu mình bị tụt tương tác quá trời cả nhà ơi. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ nha cả nhà.
Bây giờ rồi tới đây mình đã đắp ụ cát xong rồi, giờ mình quay cho cả nhà xem ha cả nhà ơi. Cái này mẫu 5 tấc. Mẫu này mẫu 4 tấc. Rồi mẫu trong này 3 tấc. Vậy thì tới đây mình xin kết thúc clip ở đây. Cả nhà xem hãy cho mình xin like, đăng ký kênh để ủng hộ kênh Chậu Kiển Quỳnh Tùng của mình cả nhà. Sang năm mới chúc cả nhà mình là mang phát tài phát đạt. Và xem video vui vẻ. Chào cả nhà. Bye bye.